Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với SNews. Và trước khi bắt đầu vào tin tức của ngày hôm nay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh để có thể liên tục cập nhật những tin tức mới cùng với chúng mình nhé. Một thầy giáo cấp 3 ở Đồng Tháp đã để lộ ảnh nóng trong lúc dạy online. Đáng chú ý là bức ảnh này đã tồn tại đến vài phút ở trên màn hình trong lúc thầy vẫn đang giảng dạy trực tuyến. Hiện tại thì sự việc này đang thu hút rất đông sự quan tâm của học sinh cũng như là các bậc phụ huynh. Theo đó, vụ việc này xảy ra trong tiết học online của thầy giáo dạy toán Lương Quang Minh của trường Trung học phổ thông thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp vào hôm 26 tháng 10 vừa qua. Học sinh tham dự lớp ngày hôm đó là lớp 11A5. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp, vào thời điểm dạy học thì ông Minh đã chia sẻ màn hình máy tính và để lộ bức ảnh một người phụ nữ không mặc trang phục từ cổ cho đến eo. Đáng nói là hình ảnh này xuất hiện trên màn hình vài phút nhưng ông Minh lại không hề hay biết. Sau đó thì ông Minh đã chia sẻ trang điểm số lên màn hình thì ảnh nóng mới biến mất. Vụ việc sau đó đã được học sinh cùng với các bậc phụ huynh bức xúc thông báo với giáo viên chủ nhiệm lớp. Sau khi nhận được thông tin thì giáo viên chủ nhiệm đã trình báo với ban giám hiệu nhà trường. Ban giám hiệu trường Trung học phổ thông thành phố Sa Đéc sau đó đã yêu cầu ông Minh phải viết bản tường trình, đồng thời phân công giáo viên khác dạy môn toán để thay thế ông Minh. Thầy giáo Minh cũng đã thừa nhận lỗi sai của mình và nghiêm túc rút kinh nghiệm. Vào ngày 10 tháng 11 vừa qua tại phòng học Zoom lớp 11A5, thầy giáo Minh cũng đã trực tiếp xin lỗi học sinh về việc để lộ ảnh nhạy cảm khi đang dạy học. Thầy thừa nhận rằng hành động này ảnh hưởng đến tâm lý các em học sinh và tổn hại hình ảnh người thầy trong mắt học trò. Đây là vụ việc thầy giáo để lộ ảnh nhạy cảm trong lúc dạy trực tuyến thứ hai xảy ra tại Đồng Tháp trong vòng một tháng vừa qua. Trước đó thì ông Châu Trung Hậu, giáo viên tiếng Anh của trường Trung học phổ thông thành phố Cao Lãnh, trong lúc dạy online cũng đã để lộ đoạn chat có video clip quay lén phụ nữ tắm. Clip đó đặc biệt lại do hiệu phó của trường là ông Võ Quốc Công gửi đến. Ngay sau đó thì Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã yêu cầu xử lý kỷ luật đối với ông Hậu và ông Công. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức này. Chúng mình là SNews và các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe để có thể liên tục cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé.